kính chào các đồng chí, anh chị, các bạn thân thương từ miền quê hương đất nước Việt Nam. Lại mình xin gửi lời chào đến bà con kiều bào trên đất Mỹ, cũng như anh chị các bạn ở quê nhà. Đất nước mình ngộ lắm phải không anh chị các bạn? Các bạn thấy đây là một cái con đường cao tốc, xe cộ và cuộc sống rất là tấp nập. Nó không phải giống như những thành phần mà chống cộng cực đoan ô hợp, tụi nó lên mạng mà kêu gào. Hôm nay cái Lợi Minh đi xe, đây là một cái tuyến đường anh các bạn thấy cái sự sầm uất, hạ tầng cơ sở đó là một cái mạch máu lưu thông của một cái nền kinh tế sự đổi mới và phát triển. Các bạn thấy đó, người dân Việt Nam ngày hôm nay dưới cái sự lãnh đạo của Đảng và nhà nước, người ta ăn lên làm ra, ai cũng đang lo phấn đấu để vượt lên, để làm sao cho cuộc sống nó được tốt hơn. Rất là tuyệt vời anh chị các bạn, nó hoàn toàn trái nghịch với tất cả những gì ở trên cộng đồng mạng, nhất là cái mạng xã hội Facebook này. Cho nên anh chị em chúng ta, mỗi anh chị em chúng ta là một người, là một công dân của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, chúng ta cần phải có sự ý thức, hiểu biết để góp phần xây dựng đất nước và bảo vệ sự bình yên, chống lại những cái luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch trên cái không gian mạng này. Chúng ta lên không gian mạng giao lưu và tìm hiểu để học hỏi lẫn nhau, và bên cạnh đó chúng ta cần phải bạch mặt những cái thành phần chống phá đất nước, chúng nó đang xuyên tạc, tìm đủ mọi cách để phá hoại cái đất nước của mình. Thì gần đây các bạn cũng thấy là trên cái vấn đề mà ở thành phố Hồ Chí Minh, cái vấn đề mà đất đai ở cái vườn rau Lộc Hưng gì đó, thì tôi thấy rằng cái đó là một cái vấn đề mà cái vấn đề và sự của cơ quan nhà nước Việt Nam tôi thấy rất là tuyệt vời, hành xử rất là khôn khéo và văn minh và nhân bản, rất là phù hợp với cái pháp luật Việt Nam hiện nay. Tại vì đất đai trong cái thời kỳ phát triển đổi mới thì đất đai nó đã có vào trong cái khuôn khổ pháp luật đâu ở đó rõ ràng. Mỗi chúng ta là người dân, mình không thể nào ra đó tự chiếm cặm xào của đất công để biến thành đất tư nhân được. Các bạn biết cái luật đất đai của Việt Nam nó đã ban hành từ năm 1991, tôi nhớ vào cái giai đoạn đó. Và trước giai đoạn đó là một cái giai đoạn gọi là kinh tế mới. Thì cái thời kỳ đó, người thưa đất rộng. Cái chính sách mà đổi mới của đất nước thì nhà nước Việt Nam mình có những cái chính sách gọi là đi xây dựng vùng kinh tế mới, ai khai quang được bao nhiêu thì người đó được làm chủ đất bấy nhiêu. Nhưng sau cái thời kỳ mà lập sổ sách của cái đất đai, của cái đất đai, luật đất đai năm 91, thì ai ở đâu theo ở đó để biên kê tài sản. Còn sau này thì anh không thể nào tự nhiên anh ra đó anh chiếm đất công thành đất tư được. Tôi nói ngay cả bên Mỹ cũng vậy, các bạn biết ở bên Mỹ luật pháp đất đai thì nó rất là khó. Anh đất của anh, nhưng mà nhiều khi anh có miếng đất anh muốn xây cái nhà, hay là muốn xây bất cứ cơ sở nào chuyển đổi mục đích như vậy, anh phải xin phép từ cái cơ quan của cái địa phương đó, và anh phải có kỹ sư, người ta vẽ bản vẽ và người ta phải survey, người ta phải làm đúng theo những một cái quy trình của pháp luật đất đai. Chứ không phải anh muốn, ngay cả tôi nói bên Mỹ muốn sửa một cái nhà, sửa cái phòng, bây giờ anh muốn sửa, anh muốn làm cái phòng, thêm một cái phòng ra nữa, anh cũng phải xin phép để rằng ông chính phủ ông biết là anh làm cái gì. Chứ không phải giống như Việt Nam mà các bạn nghĩ, thấy cái vụ mà lùm xùm đất đai mấy hôm nay lên mạng đó, các bạn thấy đó, cái đó là nó hoàn toàn không đúng. Thì chính vì cái sự đó mà các bạn thấy những các thế lực thù địch, những thành phần mà nó có những cái mưu đồ chống phá đất nước mà nó xuyên tạc, chúng ta cần phải hết sức thận trọng, phải xem xét, phải suy nghĩ. Luật pháp Việt Nam ngày hôm nay có một cái pháp luật về đất đai tôi thấy rất là rõ ràng đâu có đó, nhưng mà đại đa số thì tôi thấy nhiều người dân của mình cứ làm bừa làm càng tới đâu hay tới đó. Thế ở một khi mà đụng chuyện thì bắt đầu la làng lên, cái đó nó không có nhân văn, tôi thấy rất là đáng buồn.
trong cái tinh thần xây dựng đất nước phải đặt cái lợi ích quốc gia lên trên. Mình không có thể ra mà đó chiếm đất tự lấn rồi cất nhà cửa ở rồi biến thành đất của mình được, trong khi đó mình không có nắm chủ quyền, rồi ra đó rồi cứ khóc la ông sợ, thì tôi thấy nó rất là tệ hại. Về dịch cái vụ mà lùm xùm đất đai ở Việt Nam, tôi nói chị các bạn, những cái quốc gia phát triển người ta mà có cái luật pháp nó đâu qua đó rất là rõ ràng, một cái về đất đai dân sự đồ gì. Bởi vì tôi thường hay chia sẻ với anh chị các bạn là nếu mà đem luật pháp của Mỹ mà áp dụng trên Việt Nam thì dân Việt Nam mình có kêu trời mà khóc thôi, cái gì cũng phải có luật hết. Anh làm ăn từ mọi đời sống dân sự, ngay cả một người đi bán hàng rong ở bên Mỹ, tôi nói chuyện các bạn, một người đi bán hàng rong bên Mỹ nó cũng có một cái luật pháp của nó trong cái khuôn khổ của nó, chứ không phải tôi thấy người ta bán buôn làm ăn vậy tôi cũng bắt trước, tôi ra tôi đóng cái xe tôi đẩy tôi đi bán, không có chuyện đó được, không có chuyện đó được. Nhà cửa rồi vậy, anh có miếng đất bây giờ tôi muốn kéo cái xe nhà mobile home gì đó cũng không được nữa, tại vì cái luật ở cái khu đó người ta không có cho anh kéo cái loại nhà gọi là nhà mobile home, nhà di động đó, anh kéo về đó người ta không cho. Ngay cả như những cái khu đất mà ở tùy theo vùng nữa, như tôi nói ở bên Mỹ, cái khu tôi ở bên đó các bạn biết đất ở đó nhà là phải cấp tiêu chuẩn là một mẫu đất, mà dưới một mẫu đất nó không có cho mình tách cái thửa đó ra. Các bạn biết như là tôi nói một mẫu đất đó là năm mẫu thì anh không có chia ra làm năm miếng được, tại vì năm miếng đó anh phải chia làm sao, anh phải có phân chia ra đường cũng gọi là easement, những cái đường những cái luật của nó và đúng theo cái pháp luật, anh chỉ chia được 4 miếng thôi đấy, mà anh chia nhỏ ra nữa thì không được, tại vì từ một mẫu cho lên chứ anh không có dưới 3/4 mẫu được đó. Các bạn biết có những cái địa phương nó cất nhà nó gọi là nó restrict, rồi là nó giới hạn, có những khu nó cất nhà nó đòi hỏi 5 mẫu một căn là anh phải cất trên cái tiêu chuẩn 5 mẫu một căn, còn những cái khu mà nó thuộc về những cái tụi thầu khoáng đó thì đất ở đó tụi developer nó vào đó nó kinh doanh nó mua rất là mắc, cho nên nó nâng cấp hạ tầng cơ sở lên, cho nên nó cất nhà gần thích nhau. Và những cái nhà đó nó các bạn biết nó đòi hỏi chính quyền địa phương phải approve, có nghĩa là phải chấp thuận cất như thế nào, tiêu chuẩn làm sao, và mỗi cái nhà nó đúng theo cái những gì mà kỹ sư nó design ra. Các bạn thấy nói về vấn đề cất nhà cửa ở bên Mỹ nó rất là phức tạp, từ đào một cái móng trước khi mà cất nhà đó là cái người chủ đất đó phải đi kêu người lại thử cái đất đó, nó gọi là phải test cái đất đó, nó đem coi cái đất nó có bị vấn đề gì không, rồi nó phải thuê người lại nó rấy lên cái miếng đất đó. Các bạn biết là nó phải đo cái sự gọi là mặt bằng của miếng đất đó với cái độ của độ biển, độ của mặt biển. Các bạn thấy nó rất là nhiều cái công trình và những cái cách mà người ta làm về vấn đề nhà cửa. Nhiều khi nếu mà nhà mà ở trong những cái khu mà gọi là đô thị, một khi sơn sửa đồ gì, các bạn biết những cái bên ngoài, hồi đó anh sơn cái màu nào anh phải sơn y cái màu đó, anh mà sơn khác cái màu cái là anh bị chết, nó phạt. Các bạn thấy không, nó có giờ. Còn ở Việt Nam tôi thấy nhiều khi nhà cửa đồ gì, cái nhà là loại nhà cấp 4, tôi thấy cái chính sách ưu đãi của nhà nước Việt Nam mình rất là hay, tạo cái điều kiện cho những người dân trung lưu để họ có cái đời sống họ ổn định. Nhưng mà có cái nhiều khi cái người dân Việt Nam mình lại tham, chỉ tâm ra thăm, mình cứ lấn ông nhà nước. Mỗi khi ông nhà nước mạnh tay thì bắt đầu khóc, bắt đầu la làng lên rồi nằm giả. Cái đó là cái điều phải nói rất là đáng buồn cho cái những cái phần như vậy. Nhất là cái đám mất dạy trong cộng cực đoan ô hợp ở bên Mỹ, ở hải ngoại, rồi nó chỏ mũi vào. Rồi bây giờ lại có mấy cái đám, mấy thành phần tôn giáo cực đoan nó lèn lỏi vào trong đó để đặng mà nó có những cái mưu đồ, những cái âm mưu
nó xuyên tạc, nó làm cho người ta hoang mang. Nhưng mà tôi thấy nhìn những cái sự việc trong nước mà tôi về, tôi thấy phải nói là cái người cộng sản Việt Nam lãnh đạo rất là tuyệt vời, phải nói là họ rất là hay và luôn lúc nào cũng nhìn xa hiểu rộng để làm sao cho nó phù hợp với cái công cuộc phát triển đổi mới đất nước. Thôi thì Lợi Minh có ít lời chia sẻ với anh chị em các bạn. Các bạn thấy đường xá hạ tầng cơ sở như thế nào? Đất đai chù phú, ruộng đồng còn mênh mông, thiên nhiên trời phú và ưu đãi cho Việt Nam mình, một cái đất quốc gia rất đẹp anh chị các bạn. Và với sự lãnh đạo khôn khéo tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam lái phong hiện vận mệnh đất nước, tôi thấy ngày một phát triển. Các bạn thấy kinh tế Việt Nam năm 2018 vượt hơn những cái năm trước, và đó là cái điều đáng mừng. Và tôi tin rằng với sự lãnh đạo của Đảng trong năm 2019 sẽ còn vượt trội hơn nhiều. Tình hình các bạn thấy ở bên Mỹ đời sống càng lúc nó càng khó hơn. Ở những cái quốc gia gọi là tư bản phát triển, bây giờ qua đó cài tí má nhìn ra, ở Việt Nam bây giờ tôi thấy đời sống chịu khó lo làm ăn nó cũng không đến nỗi quá tệ, không đến nỗi mà không có cái nhà để ở, ngoại trừ mình tham mình cứ ngồi đó mình lo mình chiếm đất của ông chính phủ hay chiếm đất của người khác thì mình mới xảy ra tình trạng gọi là lấn đất lấn này kia thôi. Chứ tôi tìm hiểu cho kỹ thì tôi thấy là cái lỗi thì về phía người dân thì cũng là nhiều. Cái vấn đề mà đất đai Việt Nam vô cùng phức tạp. Cái phức tạp ở đây là người dân và chính phủ, nhất là tôi nói là người dân chưa có đồng lòng với chính phủ. Cứ là ông người dân mình cái gì cũng đội đầu trên cao. Bởi vì các bạn thấy xây hạ tầng cơ sở Việt Nam cực kỳ tốn kém, cực kỳ. Nhiều khi ông nhà nước cũng phải nhượng bộ làm sao cho nó hài hòa. Nhưng mà về vấn đề mà cái vườn rau Lộc Hưng gì đó thì tôi thấy là rất là hay. Bởi vì cái nơi đó sẽ là xây dựng lên những cái khu trường học, nó mang tính cách công cộng, ít nước lợi nhà. Thôi thì Lợi Minh xin chào anh chị các bạn nha. Bye bye.